Chủ đề ngoại tình vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm của dân mạng mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên thời gian gần đây, trào lưu khoe khoang mình là tiểu tam lại nở rộ trên mạng xã hội khiến dân tình bức xúc. Nếu đây là một chiêu trò câu view, câu like thì thật sự quá phản cảm. Mới đây, dân tình lại xôn xao về trào lưu tiểu tam công khai khoe chiến tích ngoại tình trên TikTok với những nội dung gây bức xúc như anh ấy trốn vợ cùng mình đi du lịch, chờ 4 tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng tới, yêu lén lúc thật đau khổ, có ai hiểu cho tôi không? Quen em trên mạng tôi đi 300 km để gặp em thì trốn chồng để gặp tôi. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tiểu tam lại có thể đường đường chính chính kể về chuyện ngoại tình như một câu chuyện đáng để tự hào như thế này. Dù cho có tự hào đến mấy, thì những đoạn video này đều bị cư dân mạng chỉ trích. Lướt trên mạng xã hội sẽ rất dễ gặp những đoạn video có nội dung như thế này. Và dĩ nhiên, ở đâu có chuyện ngoại tình, cặp kè thì ở đó sẽ có cư dân mạng đồng lòng mắng và đòi công bằng cho chính thức. Bên cạnh đó, những đoạn video này cũng được cho rằng cố tình để câu view, để tăng tương tác cho tài khoản cá nhân. Có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự dàn dựng của những cặp đôi kéo thêm tình tiết ngoại tình để tăng sự hấp dẫn trong chính câu chuyện của mình chia sẻ. Trên mạng xã hội ngày nay, bất kể chủ đề nào cũng dễ bị lãng quên sau một thời gian xuất hiện. Thế nhưng, những câu chuyện liên quan đến vấn nạn ngoại tình luôn nhận được sự quan tâm của dân mạng. Bạn nghĩ sao nếu đây chỉ là màn dàn dựng phản cảm của các cặp đôi?